Hello, chào mừng anh em quay lại với video này nha. Ok, trận này mình sẽ bay xuống khu Boshinki. Đó, 1, 2, 3, 4, 5 dù. Bay vào khu giữa luôn nha mọi người ơi. Giáp mù nè. Ok, tìm súng cái đã. Ui, trời, thanh niên lộn vào khu nhà của mình luôn. Đó, Scaler nè. Ngon luôn á, ok. Bạn ơi, ra đây. Có súng chưa? À, thanh niên đã có súng rồi nha. Hai cây luôn. Chết này. Cầm Uzi hả bạn? Uzi với M16 này. Lực cái Uzi cận chiến mọi người ơi. Ok, đồng đội là đang ở trên khu lớn rồi. Ơ, cái gì vậy? Trời ơi, mình đang mặc cái bộ đồ đầu ngựa anh em ơi. Xuống mình lấy cái bộ Pharaon của mình chứ. Chơi cái đầu ngựa với ba lô không hợp tí nào. Ok nè, giờ mình tìm máu cái đạ này mà chứ chưa đi công được đâu. Chạy đi đâu bạn ơi? Vào nhà hả? Bên trong này có người luôn à? Cái này trốn. Trốn ở bên trong cái phòng nhỏ rồi. Không ra. Ok, vô mọi người ơi. Chết nè. Trốn hả bạn? Vậy là hồi nãy là hai team nhảy khu Boshinki. À ha, bắn nhau bên khu trái tim. Luôn lên bên trên này là chết hết với mình. Ô, người nè. À, thanh niên vẫn chưa có nón. Làm gì đó bạn ơi. Đang kê team ở bên khu nhà đó anh em ơi. Mình qua luôn nha. Kìa, quăng smoke à. Bò. Nóc rồi. Chắc là bị thanh niên mặc con bộ đồ ninja mà nóc này. Lấy đồ đi đây rồi mình công xong nha. Dù gì thì mình chạy lại thì cũng cứu xong. Đi chân bên nhà. Nhảy nè bạn. Ok, giờ bên ngoài đây một đang cứu nè. Vô đây bạn ơi. Từ anh em ơi, xử thanh niên bên này trước đã. Bò hả? Ôi, ra luôn à. Này thì nằm này bạn. Sư phụ nào vậy bạn nằm vậy? Chơi nằm với mình nè. Ok, nghe tiếng chân. Hình như là nhảy xuống cống rồi anh em ơi. Mình sẽ chạy qua cái nhà gần cống nha. Leo lên trên mái. Quăng nét. Tầm này mà nét gì nữa mấy bạn. À, smoke chủ mình kia rồi. Ló đầu nè. Góc này không bắn anh em ơi. Nó bị lát. Không có nét nữa chứ. Trời, pha này có nét thì ngon. Ba trái smoke đây. Hai tiếng chân. Ok. Giờ đây một là chạy hay là công này mấy bạn ơi. Nhảy. Quyết định công là sai lầm rồi. À, giờ này mà còn UMP. Thanh niên vẫn còn cầm UMP anh em ơi. Cho trái smoke cho chạy luôn đi. Trốn cái gì. Nè, cho thêm trái này nữa này bạn ơi. Ơ, dính mấy nhà. Đang cứu à. Ló đầu này. Ôi, cái gì vậy? Không chết. Ơ kìa. Đùa. Trời ơi, cái pha hồi nãy anh em giải thích giùm mình cái đi. Bắn cái băng đầu tiên ấy là nó vào toàn là đầu mà cũng không chết. Băng thứ hai cũng không chết anh em ơi. Bị góc lát nhưng mà không biết là có bị mất máu không nha. Vãi thật anh em ơi. Anh em ngồi kiểu sau ló cái đầu mà bắn không chết. Ok, cả Leo Boshinki rồi. Đi lái xe tích bên dưới này. Nó súng thính bắn bên hướng trường học kìa. Ôi người người. Một thanh niên đang chạy anh em ơi bên trong nhà. Không biết là người hay là con boss đây. Người thì phải anh em ơi, đang lấp ló kìa. Chạy qua bên phòng rồi. Không có nét mọi người. Bước dạo bên này hả bạn ơi. Ô, nhà con có tiếng chân này. Ủa, không lẽ nào thanh niên nhảy xuống chạy qua bên nhà kho rồi hả?
Ok, tiếng xe máy. Vô đây bạn ơi. Trời ôm nhau chặt thế. Tay trong tay này, ôm nhau. Ui, bên ngoài này có tiếng súng anh em ơi. Có một tiếng nằm bên ngoài này nữa nè. Phục kích mình. Đâu rồi, trốn sau cây. Không có nét nữa chứ, tức kìa. Nằm này bạn ơi. Kia rồi, tăng tiền nằm cỏ nè. Gì vậy, trời. Trời ơi, KS của mình là sao, đứng lại. Chán KS của mình hả bạn. Ủa, thêm nữa nè anh em ơi. Địch tới nữa nè, một thanh niên. Khu này đâu có bắn súng thính mà, mấy thanh niên cứ kéo tới là sao. Rõ ràng hồi nãy bên trường học bắn mà. À, hai thanh niên đi xe máy này có thể là về team bắn súng thính. Chủng luôn anh em ơi. Cho anh ấy lên nha mọi người. Sợ là trốn sau cây mỏm đá này. Ok, lên thôi. Ôi, tiếng trần bên trái luôn anh em ơi. Quăng sầm móc hả? Dụ mình mọi người ơi. Thanh niên dụ. Này thì quăng. Dụ này đang trốn ở trong sầm móc hả? Ta chết luôn đi. Bùm. Rồi. Pha quăng nét tỉnh anh em ơi. Quăng trái này mà không để đâu thanh niên mới lạ đó. Lơi ngay cái đầu xong rồi nổ luôn. À giáp 3 nó 3 còn nguyên. Trời ơi MG3 nè. Đó cái thanh niên này bắn xuống thính bên khu trường học. Nghe bắn nhau cái là chạy lên này hóng chuyển liền. Xong đóng hồn đi về với ông bà luôn. 14, 16, ok. Cảm ơn bạn nha. Trời ơi, shipper chân chính. Ship MG3 còn 14 nữa. Đi thôi anh em ơi, còn lại 13 người. Team nào cả kia mà bắn hai cái hồn thính ở bao cuối này. Dám điều mạng ha. Ok, một thanh niên này. Ui, mình tưởng chạy luôn chứ ai ngờ quay đầu lại chơi mình. Một nè. Chặt giò luôn nha, ok. Móc mình. Lại gạt giò nữa nè, cây không bạn ơi. Cây thì lao lên mà trả thù. Mình mà để mình nạp xong cái cây MG3 này thì bạn thua chắc luôn. Cho bom lửa nè, à, thanh niên cũng quăng bom lửa anh em ơi. Ôi trời, ném ngay mình luôn anh em ơi. Mình làm cái lon nước này xong cái là mình lên mình xử luôn nè. Cầm M249 nè. M249 mà mình sợ bạn quá đi. Từ nào mà còn chơi M249, thấy MG3 thì lo mà chạy trốn đi nha bạn. Bắn với trà đấm. Ok, 15 kill. Hai hồn thính luôn anh em ơi, ngon luôn, không biết có ốp không. Hết bà thanh xuân anh em ơi, còn có 9 người à. MK14 nữa thì thôi không nhặt. Đi thôi. Mấy bọc cuối mà chạy con xe điện này à. Cảm giác là sức mạnh được cộng thêm 50% anh em ơi. Địch không nghe tiếng xe của mình. Lỡ mà mình có đi ngang qua bốn thanh niên nào mà đang gọi là không gió thì cũng không chết được. Đó, xe ngon lại không cho lượm. Ok. Ủa, bo này lại thu lên trên cái đồi hôm bo ngày hôm qua này mọi người. Một sự được gọi là trùng hợp không hề nhẹ. Đã vậy còn có team bắn ở trên này nữa chứ. Ok, dừng lại ở đây anh em ơi, kịch bản như cũ. Cứ vậy mà chơi thôi anh em ơi, sách giáo khoa đã viết rồi. Đó, sách giáo khoa là viết bên trên kia có hai thanh niên đang combat rồi. Ok, có thanh niên chạy qua bên này luôn. Nhưng mà chạy lệch bên phải rồi bạn ơi. Sai chắc giao kho là phải chết thôi nha. Chạy đi đâu bạn ơi. Ok. Nhưng mà bên khu nhà dưới thì có người nha. Chứ mà cái tròi bên pha trái này thì không có anh em ơi. Chứ mà có nữa thì thôi. Nhà tiên tri vũ trụ anh em ơi. Một cái bo cực kỳ giống. Ok ạ. Thanh niên bò. Bò này bạn. Còn 5 người nữa.
không nhận cái bo giống quá nè em ơi, nhưng mà cung nhà ở bên dưới mới có người. Hôm qua cũng là MG3 ở tại thời điểm này. Còn quăng sâm ốc là còn người. Ô trên đồi kìa, chết rồi. Thanh niên nằm này. Xa quá đây mà cái góc lát không chơi được. Nó bắn mình hả? Ok. Bên khu nhà có tí súng rồi. Thôi bật quá ba ơi. Bắn gì? Cố thằng thanh niên ở tích đằng xa cứ đồi bắn mình. Bây giờ mình sẽ lái xe công xuống cái nhà dưới nhà này em ơi. Nhanh gọn lái top 1. Dưới này không biết còn bao nhiêu người. Thính kìa. Thôi bỏ luôn anh em ơi. Đâm vô nhà bên phải đi. Đừng có phá xe của mình nha bạn ơi. Nghe tiếng chân rồi. Nhà trên hay là nhà dưới? Trên dưới thì cũng chết thôi bạn ơi. Ui trên đồi lại bắt nữa kìa. Ok, nóc rồi. Ngon. Ui, hết hồn. Trời ơi, thanh niên ngồi kê ngay cái cửa anh em ơi. Me mình vô cái là lấy M249 ra chơi. Rồi, bây giờ còn hai nè. Trên đồi là có thanh niên bắn DB28. Để xem thử có súng ngắm cho mình không. Mình lượm mấy thanh niên trên đồi anh em ơi. Trời ơi, ốp luôn mấy sợ nè. Đó. Nằm bắn giùm một cái nữa đi bạn ơi. Ok, ra đây. Nằm nè. Lại lát nữa à. Ôi. Cái gì vậy ghê thế. Trời ơi, em đùa thôi mà mấy anh bắn kinh vậy. Bay luôn cái giáp rồi anh em ơi. Thôi, tìm cái giáp mới anh em ơi, không chơi được. Trời ơi, giáp 3B hết nữa chứ. Cái thanh niên bên dưới này lại không có giáp, chết rồi. Ba này toàn rồi anh em ơi, giáp như thế này là chết. Mà ao bo mà. Mình dụ hai thanh niên này không chạy bo là chết khỏi bo luôn nè. Ơ kìa, có thanh niên nằm bên phải nữa nè. Chết đi. Ôi thôi, thôi, biết rồi. Trời ơi, cầm VSS mà nằm như thế thì ai chơi. Hai thanh niên này chơi hai cái súng không giật anh em ơi. Một DB cộng với một VSS. Bay luôn giáp rồi, chết rồi. Không được, không được, không được. Không được rồi anh em ơi, mình phải lên trên đồi mình lấy cái hồn xác của thanh niên hồi nãy. Để mình lượm giáp chứ là chết, thua. Nhưng mà team này đang ao bo, ôi. Vãi sồi có xe luôn kìa. Bớ rồi anh em ơi, bớ kế hoạch rồi. Hai lá con cá rồi. Không là chết. Để phải kìa. Vào cái nhà giữ bo là lấy top 1 mọi người ơi. Ui, qua tới bên này luôn. Rồi, biết rồi, ok. Cầm MG3 lên mình hỏi thăm mấy bạn này. Hello, một nè, ok. Còn nữa đâu. Cái gì, cái gì. Tầm này mà còn nằm nữa hả bạn. Hồi nãy ở xa nằm thì còn sợ. Bo cuối rồi còn vẫn còn năm định, định ăn hơn mà nữa à. Ok, vậy là clip ngày hôm nay mình kết thúc ở đây. Với top 1 22 kill anh em ơi. Anh em thấy video hay hãy bấm cho một like và một lượt đăng ký kênh nha. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người các clip sau.